Đừng ăn nhiều đường, thực phẩm sau có thể thay thế đường mà lại không gây hại. Đường không tốt cho sức khỏe người sử dụng, tuy nhiên bạn vẫn muốn thưởng thức món ăn, thức uống có hương vị ngọt, hãy thay thế đường bằng các thực phẩm tự nhiên sau. Đường chúng ta đều biết là kẻ giết người thầm lặng, rất khó, nếu không muốn nói là không thể tìm được bất cứ lợi ích nào của đường đối với sức khỏe, ngoại trừ mang lại hương vị ngọt thế nhưng chúng ta lại sử dụng đường hàng ngày để nêm vào món ăn thức uống bánh kẹo bởi quá trình tìm giải pháp thay thế đường tinh chế hay đường tổng hợp để tránh bị béo phì tiểu đường và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác không hề dễ dàng chút nào nhưng rất may mắn chúng ta vẫn có thể phát hiện một số thực phẩm hoặc các chất thay thế tự nhiên cho đường mà không gây hại sức khỏe cho người sử dụng Mật ong là một sự thay thế tuyệt vời cho đường, chọn mật ong nguyên chất sẽ tốt hơn so với những mật ong đã xử lý nhờ chứa chất kháng khuẩn. Hương vị ngọt ngào của mật ong đậm đà hơn đường, khiến bạn sử dụng ít hơn, giúp bạn hấp thụ ít calo hơn từ đường. Nước ép trái cây cũng là một sự thay thế phổ biến cho đường, tuy nhiên điều quan trọng nhất là bạn không nên cho thêm đường vào nước ép trái cây và chỉ nên uống nguyên chất. Mặc dù đường được làm từ mía, nhưng đường chỉ là một sản phẩm phụ và đã bị loại hết chất dinh dưỡng, không chỉ ngọt hơn đường, mật mía còn chứa chất sắt và canxi, nhờ đó mà trở thành thực phẩm thay thế đường hoàn hảo. Đường dừa phổ biến vì nó có chỉ số đường huyết thấp. Nó có thể dễ dàng sử dụng khi thay thế cho đường thông thường. Loại đường này được chế biến bằng cách làm nóng sắp dừa để làm bay hơi nước và biến nó thành hạt để sử dụng. Đường trà là là đường trà là được sản xuất bằng cách làm khử nước, làm khô quả trà là, mặc dù những lợi ích dinh dưỡng và hương vị ngọt ngào của quả trà là hoàn toàn có thể thay thế đường nâu, nhưng nó lại không phù hợp để cho vào đồ uống hoặc các loại nước uống. Được làm từ gạo lứt, siro, gluten này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể dùng thay thế đường trong làm bánh và làm salad